Đây là mái tóc tự nhiên của em, bàn tay em chỉ có 8 ngón. Tôi mặc như vậy vì tôi thích, tóc tay như vậy vì tôi thích, hát cao như vậy vì tôi thích, tại sao không nào? Mặc kệ hết những đứa đánh giá, ok mình nói với nó thế này. I love my body, I love my skin, 'cause you're a diva too. Các bạn có điều gì thật sự đặc biệt để có thể chia sẻ với ban giám khảo hay không? Đây là mái tóc tự nhiên của em và em rất tự hào để share điều đấy với tất cả mọi người. Và thứ hai, em muốn đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay bởi vì bản thân em là một người khiếm khuyết, em chỉ có 8 ngón tay. Nên em muốn đến đây để lan tỏa điều tích cực và cái sự vươn lên của em đến với mọi người và có thể truyền năng lượng đến cho mọi người. Như mình, quá trình trưởng thành của em chị cũng là người đã theo dõi. Và ngày hôm nay chị cũng thấy em rất là dũng cảm, một lần nữa dám đến với một cái đấu trường nhan sắc. Thì em đã mang cái gì và em chuẩn bị gì, nó khác với chặng đường trước của em? Thực ra là em đã giấu tất cả mọi người là bàn tay em chỉ có 8 ngón do tai nạn. Nhưng mà hôm nay ngay vòng casting em đứng đây và nói lên điều này là em không giấu giếm nữa. Và khi mà thích em tóc thẳng, tại vì em sợ khác biệt nên em muốn giống mọi người nên em duỗi tóc ra. Nhưng mà năm nay thì em đã dám lại tóc tự nhiên của mình, sinh ra như thế nào là bây giờ như thế này ạ. Chị rất thích năng lượng của Như Mỹ. Và em có thể chia sẻ và truyền cảm hứng hơn nữa cho những người đã từng gặp những cái vấn đề giống như em, để mọi người hiểu hơn về những khó khăn mà em đã phải trải qua trong thời gian vừa rồi không? Đối với bản thân em, khi mà bàn tay của em như thế này thì em cảm thấy khó khăn nhất là lúc mình thi đại học và mình chọn cái ngành nghề. Một vài ngành nghề thì đôi bàn tay của em sẽ không cho phép, như kể cả nghề người mẫu thì em nghĩ là kiểu mọi người rất cao, rất đẹp, cơ thể hoàn hảo thì mọi người mới có thể trở thành người mẫu. Nhưng mà em là một minh chứng là mọi người không hoàn hảo nhưng vẫn có thể làm điều mình muốn ạ. Đón xem tập đầu tiên của Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2022 phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2022 trên kênh VTV9, kênh YouTube Uni Network, ứng dụng Vion và các kênh truyền hình địa phương.